Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Tới khởi động toàn dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Theo thông tin của báo Đầu Tư, giữa tuần qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có tờ trình số 5980/TTR/BGTVT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tại tờ trình này, Bộ Giao thông Vận tải, trong vai trò là cơ quan chủ quản đầu tư, đã kiến nghị người đứng đầu Chính phủ xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành theo hướng cho phép sử dụng vốn dư của Hiệp định vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB lần 2 số 3391 VIE để cho hoàn thành các công việc chưa được thực hiện của Hiệp định vay lần 1 số 2730 VIE do hết hạn Hiệp định. Bên cạnh đó, nguồn vốn dư tại Hiệp định số 3391 VIE cũng sẽ được sử dụng để thực hiện các hạng mục nhà trạm thu phí, tòa nhà trung tâm giám sát, văn phòng điều hành trạm thu phí của dự án do không được sử dụng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GECR. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, đây là một trong những yếu tố quyết định đến khả năng hoàn thành đưa vào khai thác dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Được biết, tổng giá trị dự kiến của các hạng mục nói trên khoảng 74 triệu USD. Trong đó, phần vốn dự kiến chi cho các gói thầu xây lắp, tư vấn chưa hoàn thành trong thời gian có hiệu lực của khoản vay Hiệp định 2730 VIE khoảng 67,42 triệu USD. Các hạng mục xây dựng các nhà trạm thu phí, tòa nhà trung tâm giám sát, văn phòng điều hành trạm thu phí, phục vụ công tác thu phí hoàn vốn dự án giá trị 6,6 triệu USD. Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 7 năm 2014, theo kế hoạch phải hoàn thành vào năm 2018. Dự án được chia làm 3 phân đoạn, gồm đoạn giữa, chủ yếu là các cầu vượt sông lớn, đoạn đường phía Tây và phía Đông. Ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc VEC cho biết, tính đến giữa tháng 6 năm 2022, tại 11 gói thầu xây lắp chính, sản lượng thi công đạt 78,96%. 10.858 tỷ đồng trên 13.751 tỷ đồng tổng giá trị các hợp đồng, không bao gồm dự phòng, thuế. Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 7 năm 2014, theo kế hoạch phải hoàn thành vào năm 2018. Dự án được chia làm 3 phân đoạn, gồm đoạn giữa, chủ yếu là các cầu vượt sông lớn, đoạn đường phía Tây và phía Đông. Ông Lê Anh Tuấn cho biết, trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để giao kế hoạch vốn nước ngoài, vốn ODA, trong đó có vốn GECA cho các dự án do VEC làm chủ đầu tư, bao gồm cả dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Theo cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án tạm xác định theo quyết định số 2323/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải, cơ bản theo chủ trương đã được cấp có thẩm quyền thống nhất. Phần vốn nhà đầu tư vào các dự án là 48.126 tỷ đồng. Phần vốn VEC huy động là 56.873 tỷ đồng. Như vậy, nếu VEC được ghi tăng vốn điều lệ thêm 48.126 tỷ đồng, thì tổng vốn điều lệ của VEC khoảng 49.105 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện tại của VEC là 978,71 tỷ đồng. Khi đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của VEC khoảng 1,16 lần, không vượt quá 3 lần như năm 2018. Điều này cho phép VEC tiếp tục huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án đường cao tốc mới, giúp trở lại quỹ đạo là cánh chim đầu đàn trong phát triển đường cao tốc quốc gia, lãnh đạo VEC cho biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.